Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố giữa năm khóa 10, chiều nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Thanh Khê gồm các ông bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Đoàn Ngọc Trung, Nguyễn Đình Tuấn cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Thạc Giáng. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo, cử tri phường Thạc Giáng tiếp tục nêu ý kiến về một số vấn đề còn bất cập, trong đó tập trung kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác giải tỏa đền bù, các bãi đất trống bỏ hoang trên địa bàn ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Nhiều cử tri cũng nêu ý kiến về tình trạng kẹt xe an toàn giao thông tại một số tuyến đường. Hiện nay là cái đường Phan Thanh, lưu lượng xe ô tô để hai bên dọc đường nhiều và lưu lượng khách đi ô tô rất là nhiều, cho nên ách tắc về giao thông. Cho nên một số nhân dân là kiến nghị mở con đường từ ven cao qua Phan Thanh là kiệt 85 của Phan Thanh. Đề nghị ủy ban thành phố là khảo sát và cho mở để giảm bớt cái ách tắc trong giao thông. Còn đường Nguyễn Duy Khanh là hiện nay là tường rào của cái bến xe buýt. Nãy tôi nói để hoang đấy, nhưng mà sát với nhà dân luôn. Dân không có đường thoát hiểm, thoát nước cũng không có.